xã chú là mổ vú, ung thư vú. Còn dạ, con gái thì mổ tim. Vợ chồng nó không có ở nhau nữa, nó ở với chú. Con vắt xem mấy lần của chú rồi mà con thấy chú toàn đi khuya muộn. Bình thường thì mấy giờ thì chú nghỉ? Không, chú không nghỉ, đêm hôm là ví dụ giờ nào không ai điện thì chú nghỉ thôi. Dạ. Ai điện là điện thoại chú là chuông lớn lắm. Chú 1-2 giờ sáng đó, chú cũng đi. 1-2 giờ sáng đó, lúc là 2 giờ là thức luôn tới sáng, còn dù 1 giờ 12 giờ giá về nghỉ. Ai điện đi tiếp mà 2 giờ ra chợ là thức luôn. Với nhu cầu bạn hàng ở chợ người ta nhiều khi hỏi giỏ rồi chú mới cũng mới lo mua 2 cái giỏ để có khi thay đêm hôm xe người ta hư á. Dạ. Hư giỏ hư lớp đó, thì thay còn được thì lúc nào cũng có rồi. Có chú đi vậy chú có sợ nguy hiểm hay gì đó không? Người ta có gạt lừa gì không hay không? Trời ơi, cái đó là thường thôi. Trời ơi, gái có bầu nhiều khi bạn hàng gái nó điện chú 4 giờ sáng điện qua ông tự á. Chú chạy qua tới bệnh chú kiếm có chú điện lại nó để chú nghe nhạc không? Mong bóc máy. Đó là họ lừa mình. Họ lừa mình cho mình tốn công tốn xăng chơi thôi, nhưng mà cái chuyện đó chú không có quan tâm tới, nghĩa là chú có sức khỏe được phục vụ bà con đêm hôm thì quý hơn, còn ban ngày thì thượng chú cho em bỏ. Mà chú con hỏi chuyện, chú là chú con cái gì không mà thấy chú đi hoài? Có, chú có con, bà xã chú là mổ vú, ung thư vú. Còn con gái thì mổ tim. Vợ chồng nó không có ở nhau nữa, nó ở với chú. Chú nuôi con nói với mẹ nó hai giờ, nói chung nó là bây giờ chú mới mở tiệm tạp hóa khoảng 2 năm nay. Dạ. Là cũng nhờ những mạnh thường quân ta giúp đỡ để cho mượn tiền không có lời nha. Dạ. Mượn 10 triệu. Lúc đó nhà chú còn được trực, chú che bạc thôi, chú chưa có ấy. Sao mạnh thường quân ở Hòa Long á, người ta cho dành tôi người ta thay còn tốt á, chú phải bỏ 2-3 triệu nữa chú mua sắt chú làm. Dạ. Còn nó cao ráo lên mưa gió là không tạt không ướt. Có sao nó vậy mà không có lời. Bây giờ ông Trần để 200 ngàn, chứ ông Trần người ta ghé lấy 200, chứ hết 10 triệu thôi. Nếu mà chú làm tròn nhiệm vụ, nếu chú cần người ta dẫn cho chú mở. Dạ. Nói nhờ vậy mà chú mới mở được tình tạo quá, chứ chú làm sao mở nổi. Dạ. Con gái thì cấp cứu hoài, mổ tim đợt 10 cuối cùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nè. Dạ, chú ở trên Nghĩa Trang Liệt Sĩ luôn. Nghĩa Trang Liệt Sĩ là trên chỗ Gò Cát hả? À, Gò Cát à. Nói đồng này á, sao phòng khám Bình An hả? An Bình, Bình An Bình, à con biết chỗ đó. Đây là Hòa Long, chú đi tùm lum à, Hòa Long nhiều số chú lắm. Dạ. Hàng công an và xã Hòa Long cũng có số chú nè. Rồi chị em mà làm công trình đô thị nè cũng có số, điện nhà có rồi điện lên lò thiêu có. Rồi dọc đường chị em đi thấy người ta dẫn bộ cho số chú ra chú giá cũng có đủ thứ đó. Con vá xe của chú là 3 lần rồi, à 3 lần, lần này là lần thứ 3. Con thấy rất là quý chú, mà thấy chú đi đêm vất vả quá. Chú nói thiệt, chú nhiệt tình với khách hàng, mà dạ, thấy nhiều cái chú cũng buồn. Nhưng mà nghĩ lại, chú vui là chú được mạnh khỏe. Chú làm tiền để phụ giúp gia đình, cho cháu đi học. Bất chặt giờ nào là họ cần, là nhu cầu họ cần là chú đi thôi. Chứ cũng không biết giờ nào người ta xì. Nhất là 2-3 giờ, từ 3 giờ đổ sáng là lúc đó là cao điểm. Là khu đó, lúc đó là bạn hàng đi lấy hàng về chợ, chợ đầu mối Bà Rịa nè. Dạ. Lấy hàng bán về chẳng hạn như Long Hải, mấy cái phường ở bên Vũng Tàu đó, đó các phường. Rồi Hậu Bài, Phú Mỹ, Mỹ Sưng rồi là chú lấy hàng thì người ta điện chú. Rồi những người lấy cá đồ tùm lum á. Chú làm là tết nhất là chú làm luôn à, chú có nghỉ nha. Dạ. Tụi con tự nhiên gọi, đừng nha. Trời, chắc tết nè, không nghỉ quá, ông già ông lớn tuổi ông nghỉ ăn tết gọi phiền, không có, chú làm hết. Và chú, con hỏi chú là chú đi vá xe như thế này đã có bao giờ có ai đó chấn đồ chú chưa? Không, chấn đồ thì không có, nhưng mà có chửi hăm he này kia thì có. Là bữa đó ở trong vựa chợ Bà Rịa này, chú vá xong cái chú mới vô chủ vựa ngồi chỗ cái bàn để tính tiền rồi đó. Thì chú mới nói rồi giá xong rồi con, thế hỏi nhiều chú, thì chú là 30 ngàn. Cái nó, cái thằng chủ nó trả chú 30 ngàn, nó cảm ơn chú. Mà cái thằng lính của nó, cái đứng sau á, mẹ ông giá đêm hôm đã giá 20 mà ông giá tới 30 ngàn, ông chém gì vậy? Trời, tao chém chú đâu có chém con đâu,
Sao rồi nói chú chém, chú đâu có đâm chém ai đâu, thôi chém đập đổ luôn. Chú giá hỏi bao nhiêu tiền, chú nói 30 ngàn. Chú trả tiền mà chú vừa cảm ơn chú, tại sao con là người làm, con đụ mẹ chú. Cái là ông không tin không, ông nói hồi tôi quýnh ông khỏi ra chợ rồi. Dạ con, chú sợ con quá, thôi để cho chú ra kiếm gạo xong.